Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, miền Bắc đang tạm giảm mưa. Trong đêm nay và sáng sớm mai, mưa rông vẫn hiện diện tập trung ở khu vực vùng núi. Ngày mai thì trời nắng và nhiệt độ ban trưa và đầu giờ chiều dao động từ 32 đến 35 độ. Quá trình giảm mưa chỉ là tạm thời, bởi theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, trong khoảng 5 ngày đầu tháng 8, nhiều khả năng Bắc Bộ có một đợt mưa lớn kèm cả gió mạnh. Tại Yên Bái, trong đêm nay và sáng sớm mai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ dao động từ 24 đến 26 độ, riêng vùng cao thì mức nhiệt ở ngưỡng 20 đến 22 độ. Ngày mai trời nắng và nhiệt độ ban trưa và đầu giờ chiều phổ biến từ 32 đến 34 độ, vùng cao thấp hơn, dao động từ 27 đến 29 độ. Thưa quý vị, đang trong những ngày có mưa và sắp tới dự báo có mưa nhiều thì nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất luôn được đưa ra cảnh báo với người dân các tỉnh vùng núi, trong đó có cả Yên Bái. Vì vậy, người dân cần phải đặc biệt đề phòng và sau đây là những dấu hiệu nhận biết lũ quét sạt lở đất. Mưa lớn nhiều ngày, đặc biệt là ở thượng nguồn hoặc là mưa rất lớn tập trung trong vài giờ đồng hồ. Nghe thấy tiếng động bất thường như là đất đá va chạm với nhau khiến cây gãy đổ, nước sông suối chuyển sang màu đục, sức tàn phá tăng dần. Khi thấy có những dấu hiệu trên thì người dân cần nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn. Tiếp tục với tình hình thời tiết ở miền Trung, ngày mai toàn miền trời nắng, nhiệt độ dao động từ 34 đến 37 độ ở phần phía Bắc và từ 32 đến 35 độ ở phần phía Nam của khu vực. Đến chiều tối, mưa dông xảy ra rải rác. Còn ở phía Nam, do đang trong thời kỳ mùa mưa nên những cơn mưa vẫn đều đặn xuất hiện vào chiều tối. Ban ngày trời có nắng và nhiệt độ dao động từ 29 đến 32 độ ở vùng cao nguyên và từ 31 đến 34 độ là mức nhiệt tại các tỉnh thành Nam Bộ. Và đến đây, bản tin thời tiết xin được khép lại với phần dự báo cho các khu vực của tỉnh Yên Bái trong đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 7, khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông gồm huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông rải rác. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.